Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ô tô Lữ Thiện. Hôm nay Ô tô Lữ Thiện xin giới thiệu đến quý vị một mẫu xe. Vâng, đó là chiếc Honda CR-V bản 2.4, sản xuất 2016, tên tư nhân biển thành phố. Honda CR-V 2.4 quý vị nhé, chiếc này biển thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi sang tên quý vị sẽ không mất 20 triệu tiền biển ạ, rất là tiện lợi. Mời quý vị cùng đi tổng thể ngoại thất chiếc xe nhé. Đó, xe còn rất là đẹp đấy ạ. Quý vị thấy đây, phần đèn xe còn rất là sáng vào trong. Đó, sơ còn rất là sáng. Phần mâm xe này quý vị nhá, chủ cũ đã lên một dàn lốp Michelin rồi, chạy rất là êm và chống ồn rất là tốt. Xe còn rất là đẹp. Đó, CR-V 2.4. Cốp đây quý vị nhá. Đó. Cốp rất là rộng, để được rất nhiều đồ đấy. Đó, xe trang bị động cơ 2.4, tăng tốc rất là bốc đấy. Đi rất là thích. Động cơ 2.4. Đây thì mức tiêu thụ nhiên liệu nhà sản xuất công bố đấy là 11,8 lít trong đô thị, ngoài đô thị là 6,5. Và kết hợp là 8,4 ạ. Với động cơ 2.4 đi rất là thích thì mức tiêu thụ nhiên liệu như thế thì cũng không thành vấn đề đúng không ạ. Mời quý vị cùng vào bên trong nội thất nhé. Đó, nội thất vẫn còn rất là đẹp. Phần cánh cửa đây nhá, phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản đấy ạ. Đó, những nút bấm này thì phần ly lông vẫn còn này, rất là mới. Chúng ta có ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Đó, gương chỉnh điện gập điện đấy ạ. Đây, hàng phía sau đấy. Chủ đã độ thêm 2 màn hình DVD phía sau. Về chất lượng thì bên em cam kết là xe không tai nạn, xe không ngập nước, động cơ máy móc nguyên bản ạ. Thủ tục giấy tờ rõ ràng, quý vị có thể đem vào hãng kiểm tra. Xe bên em bán cam kết chất lượng, xe rất đẹp. Hàng ghế sau rất là rộng đấy. Một cái mẫu xe rất là quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi, CR-V. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ. Đó. Xe cũng rất là đẹp, nội thất quý vị nhá. Mặt táp lô này nó vẫn còn độ sần như lúc mới, sờ và rất là thích. Tần số đặc trưng của CR-V đặt ở trên cao này, thì phần trung tâm này sẽ diện tích rất là rộng. Bên trong quý vị ạ, rất là mới này. Sẽ trang bị điều hòa tự động 2 vùng. Đó, cùng với đèn nộp start top. Vô lăng cầm rất là thích ạ. Rất là mới này. Đó, tích hợp rất nhiều phím bấm từ điều chỉnh âm lượng cho tới ra tự động cruise control. Xe chạy được 4.3 quý vị nhá. 4.3. Cửa sổ trời đấy. Đó, nút aircon này, nút tích kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Sẽ trang bị màn hình và cam đùi không thể thiếu được. Rất an toàn. Đây, kiểu này, ghế nguyên bản theo xe này, vẫn còn rất là căng. Ngày sau đấy. Sau đây em quay phần khoang động cơ cho quý vị xem nhé. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ. Động cơ 2.4 chạy rất là bốc luôn, tăng tốc rất là sướng.
đó, cam kết về quý vị là động cơ máy móc nguyên bản ạ, xe không tai nạn ngập nước. Đây quý vị thế này, từng con ốc vẫn còn nguyên bản hết, vẫn còn nguyên cái dấu sơn này, dấu từ trong nhà máy đấy, không hề có dấu vết đã bị tháo ra, rất là đẹp. Thì tất nhiên bày lên showroom cho quý vị xem thì bên em phải dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thì dọn dẹp sạch sẽ như này thì quan sát sẽ dễ hơn. Đó. Phần keo chỉ lắp capo quý vị nhé. Đó. Keo chỉ nguyên bản này, rất đẹp. Để yên tâm hơn quý vị có thể đem vào hãng kiểm tra nhé. Em xin nhắc lại là chiếc này là Honda CR-V bản 2.4 sản xuất 2016. Tên tư nhân biển thành phố. Bên em đang chào bán với mức giá là 795 triệu ạ. 795 triệu giá cả có thương lượng. CR-V 2.4 2016. Nếu quý vị là quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình ạ. Hoặc qua cửa hàng đó là ô tô Đức Thiện, số 10 phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để trải thử, xem trực tiếp xe để trao đổi thương lượng về giá cả. Đó. Xe rất đẹp. Nếu quý vị nào thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện nhé. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.